Xin chào quý anh chị các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Trong video này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Altis phiên bản 2022, màu trắng ngọc trai của phiên bản hybrid, có nghĩa phiên bản xăng điện đấy ạ. Và màu nội thất của xe sẽ là nội thất màu be pha với đen. Thì đồng thời là em sẽ giới thiệu cho anh chị về tình hình giá xe cũng như tình hình xe của Altis trong thời điểm tháng 9 năm 2022 này. Thì xe Altis được phân phối thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, đều được nhập khẩu ở Thái Lan. 3 phiên bản có giá lần lượt như sau. Phiên bản thứ nhất là 1.8G, có giá niêm yết là 719 triệu. Hiện tại bên đang giảm 30 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị các phụ kiện. Phiên bản thứ hai, phiên bản 1.8V sẽ có giá niêm yết là 765 triệu. Hiện tại bên em cũng đang giảm giá giống như phiên bản 1.8G là 30 triệu tiền mặt và tặng anh chị gói phụ kiện. Phiên bản tiếp theo là phiên bản trước mắt chúng ta đây, là phiên bản số 1.8 và Hybrid, sẽ có giá niêm yết là 860 triệu và hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 17 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện. Thứ nhất là về cái tình hình xe Altis thì ở năm 2022 này thì xe đã được chuyển thành là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Ngoài ra thì đã được nâng cấp thành có 3 phiên bản. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị chi tiết nội ngoại thất chiếc xe bản xăng điện này, xem là xe bản này có gì đặc biệt. Thì em xin phép giới thiệu từ phần đầu xe. Xe thì được trang bị phần đầu xe cũng tương tự giống các 3 phiên bản, 2 phiên bản kia. Tuy nhiên là những cái chi tiết như là ở logo này, phần logo cũng như ở phần đèn có những cái chi tiết đường màu xanh nước biển, chỉ thị biểu hiện là bản xăng điện. Thì đèn sẽ được trang bị là đèn bi LED, thì có nghĩa là cả pha cả cốt sẽ được trang bị bóng LED và được trang bị trong chung một cái dòng một cái bi này. Và ngoài ra xe được trang bị là hai cảm biến trước và cái mặt ca lăng hiện tại của xe ấy, nói chung nó sẽ khá giống so với cả xe Camry thời điểm hiện tại. Ở phần hông xe thì la răng được trang bị là la răng phay xước. Rất là thể thao. Altis hay là Camry bây giờ thì đều hướng đến là hướng đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi và đều được trẻ hóa dần. Xe thì được trang bị cái được xây dựng trên nền tảng là TNGA, Toyota toàn cầu, thì sẽ hướng đến cái sự linh hoạt, sự ổn định cũng như là tầm nhìn của khách hàng. Gương thì được trang bị là cụm điện rồi chỉnh điện. Ở phía phần đuôi xe thì cũng khá giống với hai phiên bản còn lại, cũng được trang bị là 4 cảm biến sau và cái logo thì sẽ được là có những cái viền màu xanh như thế này. Bản này thì được đặc biệt là được trang bị cái bộ an toàn Toyota Safety Sense của Toyota mới. Nội thất này là nội thất be pha với đen, nó gọi là đen thôi, thực ra nó cũng hơi ngả nâu một chút này anh chị ạ. Đây em zoom gần cho chị xem nhé. Ghế là ghế đục lỗ này, nhưng mà nó sẽ là kiểu hơi ngả nâu một chút, đen pha với đen. Đây là màu đen này, đen là mặt táp lô, còn ghế thì sẽ là màu hơi ngả nâu một chút. Màn hình thì được trang bị màn hình rất lớn, có trang bị là Apple CarPlay và Android Auto, không dây luôn anh chị ạ, quan trọng là không dây. Xe để em sẽ vào trong xe giới thiệu anh chị nội ngoại thất là chi tiết hơn. Xe thì được trang bị là từ trái qua phải, gương chỉnh điện gập điện tự động này, lên xuống kính, khóa kính này, rồi từ trái qua phải. Cái bên kia là có cái chỉnh độ cao thấp của đèn này, rồi auto pha cốt trong cái bộ Toyota Safety Sense, tự động pha cốt nó sẽ tránh làm chói mắt phía người đối diện và người phía trước của mình. Còn là đèn được trang bị là đèn auto, gạt mưa cũng là gạt mưa auto, gạt mưa tự động hết. Còn vô lăng thì sẽ có những cái phím chức năng như sau. Thứ nhất là tăng giảm âm lượng này, cái bộ điều chỉnh cho màn hình phía trong này, màn hình cắp lô này. Còn đây là giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm và giữ khoảng cách so với cái xe phía trước. Đây là giữ
tốc độ, ví dụ như anh chị là đăng cài muốn chạy tốc độ là 60 km/h, và tuy nhiên là nếu mà xe nó phát hiện ra là xe phía trước mình chỉ chạy 50 thì sẽ tự động bám theo xe phía trước 50 km/h thôi. Và đặc biệt nữa là cái xe này là được trang bị cái đây là cụm điều hòa tự động hai vùng và có chế độ eco và bật tắt cửa gió điều hòa cho người lái, người ngồi phía sau. Như anh chị thấy cần số đây này, cần số đây thì nó sẽ khác so với hai phiên bản kia, nó hơi bóng một chút đây, hơi bóng một chút. Thì ở phía trên này sẽ có drive mode này, chống chân trượt này. Drive mode này sẽ anh chị chọn được là lái thể thao hay là lái normal hay là lái tiết kiệm. Đấy, còn bên ở giữa là hình ô tô sẽ là chống chân trượt, còn bên phải sẽ là EV mode. Thì xe này là xe xăng lái điện nên là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có rơi vào khoảng tầm 4 lít trên 100 cây. Và một cái đặc biệt nữa của máy hybrid trên xe Toyota là cái năng lượng của nó sẽ không phải, năng lượng điện của nó sẽ không phải là mình cắm sạc từ ngoài vào, mà là mình sẽ hấp thụ những cái năng lượng của máy khi mà dư thừa. Cụ thể khi là mình giảm tốc độ hay là anh chị chạy trên cao tốc mà phanh thì nó sẽ hấp thụ lại cái năng lượng đấy vào trong cái hệ thống pin của máy hybrid, và khi nào một xe cần sử dụng thì sẽ lấy năng lượng từ cái pin đó và chạy sang cái máy điện ở trên động cơ xe. Và khi mà anh chị chọn cái EV mode này thì xe sẽ chạy ưu tiên hệ thống điện, nhưng mà cái nút này là mình chỉ chạy được khoảng tầm vài cây và tốc độ sẽ còn tầm dưới 50 km/h thôi. Nút EV mode còn ở cần số đây là PRND thì anh chị đã quen thuộc rồi đúng không ạ, nhưng mà ở đây có thêm nút cần số B bò đấy, thì nó sẽ là cái chọn cái chế độ là chủ động phanh động cơ, có nghĩa là khi mà anh chị chọn cái B này thì phanh động cơ nó sẽ chủ động ghi để anh chị đổ đèo nó sẽ an toàn hơn, còn để vận hành thì anh chị cứ để D đi như bình thường. Còn ở phía bên dưới này là phanh tay điện tử và auto hold. Nhiều anh chị chưa nắm được là cái auto hold là cái chức năng gì, thì auto hold giúp xe giữ xe cho mình khi mà mình dừng đèn đỏ quá nhiều, giúp người lái tránh bị mỏi chân. Đó là em sẽ giới thiệu sơ qua cho anh chị như vậy. Còn đây là cửa gió cho người ngồi phía sau, cửa gió điều hòa cho người ngồi phía sau. Vâng, và đây là ghế thứ hai. Phiên bản này nó sẽ chênh so với phiên bản xăng cao cấp khoảng 90 triệu. Tuy nhiên là anh chị thấy là ở đây em vào trong xem giới thiệu xe này sẽ được trang bị thêm so với phiên bản kia. Thứ nhất là về bộ máy này, thứ hai là về rèm phía sau này, thứ ba là về cái HUD, có nghĩa là cái hắt kính. Thì khi mà đi trời đi vận động vận hành xe thì xe có sẽ có cái bộ hắt kính lên trên này, rồi lái xe sẽ có thông tin cơ bản hỗ trợ người lái xe. Còn đây là phần cốp của xe, cốp thì vẫn sử dụng là cốp cơ thôi. Tuy nhiên là Atit này thì có một cái cốp rất là rộng rãi. Vâng, và đây là cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của xe Atit, nó chỉ rơi vào khoảng 4,5 lít trên đường hỗn hợp và 4,3 lít trong đô thị và 4,6 lít ngoài đô thị. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất tốt, cũng như là tránh phát thải cái khí thải ra môi trường. Nên là sử dụng chiếc xe này ngoài là có các cái ưu việt về động cơ, về nhiều option hơn, cũng như là sử dụng chiếc xe này sẽ nhân văn hơn so với môi trường, giảm phát thải nhiên liệu ra ngoài môi trường. Vâng, và trong khuôn khổ video nhanh này em xin phép là giới thiệu sơ bộ nội ngoại thất cũng như là chính sách xe của xe Atit ở thời điểm tháng 9 năm 2022 này. Và anh chị nào cần em giới thiệu thêm về thông tin gì của xe thì liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Xin phép là hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.